giờ mình lên tới rừng là cả nhà gặp cánh cây này được tổ ong rùa rùa là cả nhà lên bắt được cái mặt quay cho cả nhà xem nha. Đeo lên đục thuốc luôn. Kéo chén là phải là mình đã kéo sáng cả nhà. Phóng cũng có phóng ít không phóng rồi con nó mình bắt mình quay cho cả nhà xem nha. Ở đây mình gặp đứng tốn là anh em nằm trên nhánh sầu riêng nè. Để mình vô mình đốc thuốc, mình bắt cái con mặt quay cho anh em xem nha. Nằm trên nhánh sầu riêng. Mình lấy cây vừa chứ còn nó kéo nước không nó kéo cũng buồn nó kéo ông cũng buồn không nó dở nó khô
Ăn cái nhà. Muốn giờ đây có nên bắt quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ là mùa là 10:12 giờ kiếm 5 thì mình nghĩ mình ăn cơm ăn hầm chưa nha cả nhà. Mình nghĩ xíu mình đi bắt giờ này 12 giờ kiếm 5 mình mới bỏ phẩm mình ăn sáng giờ bắt được chưa nghĩ được như đây cả nhà à, thông thường chắc cũng cỡ hơn được hơn 2 xí giờ ăn ngầu ăn cơm trưa rồi mình ăn xong rồi mình hết có ông thì mình bắt vay để cho cả nhà xem nha. Chúng mình đứng tủ nhá nè nằm trên cây này và cô nó có một bắt rồi. Dạ. Cửa hộp bụng. Xem tới đây mình gặp được một tổ nè cả nhà nè, không biết nó to mình vô mình coi thử mắt cho cả nhà xem nó ra nó vô cũng không ít nghe ngọn nè đó bắn lên mà chưa thấy quăng để mình đốt thuốc mình coi thử nó nằm với trà sầu riêng nắng thấy sáng giờ lên đây nó mát quá không thấy nó ra luôn. Nằm dưới trà nè nó bắn lên á chưa theo ông nằm kín quá kín trời nó nằm phút lỗ này luôn cả nhà đó nằm bị sầu riêng ông nằm cấy sợ luôn nằm quá kín. Cái này lên nó xuống hả? Này trong trà sầu riêng ta chụp một cái tặng xuống sao đây nào bọn xuống đây ừ ông coi nè nằm trên ngọn sầu riêng nằm riêng kinh quá kinh ừ.
hết phóng. Ông hết thư ông. Có ông thì mặt đẹp. Rồi, có Nam Đắc quay cho cả nhà xem nha. Ông ở nằm tuốt trong này luôn nè cả nhà. Đi từ về đó vô đây mới thấy nằm kín quá. Ô này bữa mình đi bị sót nó già. Nằm hết đất. Kinh quá kinh. Bộ châu Á mà già của cục mặt của cả nhà không còn cái tay không còn cái mặt ông cái nát già hết qua cục mỡ già bà cua hóng cùng uống con nhậm tè khớt luôn một ham một xét đây luôn già hết luôn coi cho con cổ nào nóng chín quá cái đang bỏ mình cái lùng lách này nằm sâu trong này thôi thua rồi đang bỏ mình cái lùng lách này nằm kín quá kín nằm tụ trong mắt này thôi bắn luôn. Kinh quá sắc kịch. Rồi có thằng bắt quay cho cả nhà xem nha. Cái đây mà gặp con cổ nó là cái nhà là máy nó hơi ồn. Cả nhà thông cảm nha. Máy nó nổ bự quá không nha. Nằm đây cổ luôn. Máy nó bực không nha. Máy nó hơi nổ ồn không có nghe nặng bữa này cũng cửa chịu bữa này cũng có chịu giữ ở cái nhà. Rồi.
Ngày nay mình bắt được trong thùng này, dưới đây là cả nhà này. Ổ này nữa mình cũng đi dời, dời luôn cả nhà. À, mình dừng clip ở đây luôn. Cả nhà cảm thấy clip hay cho mình xin một like và một đăng ký như cả nhà á. Giờ này máy nó nổ ồn quá. Giờ này cũng ba. Sáng giờ á, giờ này mình tới đây là giờ này 3 giờ mấy. 3 giờ kém 15. Và mình cũng kết thúc clip đây luôn nha cả nhà. Chúc cả nhà coi clip vui vẻ. Thấy hay rồi cho em tôi quay xin một like và một đăng ký nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà những clip tiếp theo.